người dân Thổ Nhĩ Kỳ phải di tản khỏi các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất tháng 2 đã trở về địa phương trong ngày hôm qua để chuẩn bị đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử mang tính bước ngoặt diễn ra vào hôm nay. Theo Ủy ban Bầu cử Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ, hiện các bước chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử hiện đã hoàn tất, bao gồm các biện pháp cần thiết để duy trì tính toàn vẹn chặt chẽ của quy trình bỏ phiếu tại Hà Tây, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất hồi đầu tháng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các điểm bỏ phiếu tạm thời đã được thiết lập. Trường học là nơi thường diễn ra các cuộc bỏ phiếu tại đây đều đã bị hư hại. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 tháng, người dân mới trở về nhà của mình. Chúng tôi đi từ một thành phố khác đến đây để bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là một công dân. Tình cảnh của chúng tôi mọi người đã thấy đó, vì vậy, kết quả cuộc bầu cử này có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong hôm nay, 64 triệu cử tri thổ nhĩ kỳ sẽ đi bầu để chọn tổng thống mới cũng như cơ quan lập pháp gồm 600 nghị sĩ quốc hội, làm phát tăng tỷ lệ thất nghiệp cao và công tác khắc phục hậu quả của thảm họa động đất là những mối quan tâm chính của các cử tri. Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy tỷ lệ ủng hộ cuộc đua giành phiếu bầu của cử tri giữa đương kim tổng thống Erdogan, ứng cử viên của Liên minh Nhân dân và đối thủ cánh tả Kemal -Kilic Darulu của Liên minh Quốc gia khá cân bằng.